Xin chào tất cả các em. Ở bài học hôm nay thì cô và các em chúng ta sẽ đi nốt các bài tập còn lại ở trong xếp bài tập của bài là đồ thị của hàm số y bằng ax bình với điều kiện là a khác 0 em nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu với bài tập số 11. Cho hàm số y bằng ax bình. Xác định hệ số a, biết rằng đồ thị của nó cắt đường thẳng y bằng trừ 2x cộng 3 tại điểm A có hành độ bằng 1. Như vậy, điểm A có hành độ bằng 1. Có hành độ bằng 1 này, nó vừa thuộc hàm số, vừa thuộc đồ thị của hàm số. Này, nó vừa thuộc cái đường thẳng đúng không ạ? Thì nó mới cắt nhau. Cắt nhau tức là nó thuộc cả hai, đúng chưa? Như vậy điểm A có hành độ bằng 1, thuộc đường thẳng y bằng trừ 2x cộng 3, thuộc đường thẳng y bằng trừ 2x cộng 3. Nên là các em sẽ thay x bằng 1 vào, ta có vào phương trình đường thẳng thì ta sẽ có như sau. Y nó sẽ bằng trừ 2 nhân với 1 cộng với 3. Như vậy y của chúng ta sẽ bằng 1, đúng chưa? Như vậy sau khi chúng ta tính ra y bằng 1 như vậy rồi, vậy điểm A nó sẽ có tọa độ là x bằng 1 và y cũng bằng 1, đúng không? X bằng 1, y bằng 1 rồi thì bây giờ các em mới tìm cái hệ số A thì em phải thay tọa độ của A vào phương trình của hàm số, đúng không nào? Thay tọa độ điểm A có tọa độ 1 vào phương trình của hàm số thì ta có 1 sẽ bằng A nhân với 1 bình phương. Đúng chưa? X bằng 1 này thì 1 bình bằng 1. A nhân với 1 bằng 1. Như vậy A sẽ bằng 1 chia 1. Vậy A sẽ bằng 1, đúng không ạ? Từ đây suy ra A bằng 1. Vậy hệ số A của chúng ta, hệ số A của ta bằng 1, đúng không ạ? Và chúng ta có phương trình của hàm số. Là y bằng 1 x bình. 1 thì em bỏ qua luôn, đúng không? 1 nhân với x bình thì bằng x bình luôn. Vẽ đồ thị của hàm số y bằng trừ 2x cộng 3 và hàm số y bằng ax bình với giá trị của a tìm được ở cậu a trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Bây giờ các em phải vẽ đồ thị của cái này và đồ thị của y bằng trừ 2x cộng 3 trên cùng một cái hệ mặt phẳng tọa độ. Vậy chúng ta sẽ lập cái bảng này trước nhá. Lập cái bảng này trước thì ta có x này. Đây là y bằng x bình phương. Nếu x bằng trừ 2 thì ta có trừ 2 bình phương lên thì nó sẽ bằng 4. X bằng trừ 1, trừ 1 bình phương lên bằng 1. X bằng 0 thì y bằng 0. X bằng 1 thì y bằng 1. X bằng 2 thì y bằng 4. Đúng chưa? Tiếp theo là các em sẽ xét cái phương trình đường thẳng y bằng trừ 2x cộng 3. Xét cái đường thẳng y bằng trừ 2x cộng 3. Em cho x bằng 0. Cho x bằng 0, trừ 2 nhân với 0 thì bằng 0, cộng với 3 nữa thì y bằng 3.
kem cho y bằng 0 thì lúc này ta sẽ có 2x nó sẽ bằng 3, như vậy x sẽ bằng 3/2, cho y bằng 0 thì x bằng 3/2. Đấy, em cho cái biểu thức này này, nó bằng 0 thì em tính ra x này sẽ bằng 3/2. Như vậy cái đường thẳng y bằng trừ 2x cộng 3. Vậy đường thẳng y bằng trừ 2x cộng 3 nó đi qua hai điểm. Điểm thứ nhất là điểm 0, 3, và điểm thứ hai là điểm x bằng 3/2, y bằng 0. Sau khi chúng ta biểu diễn được như này rồi thì bây giờ các em sẽ biểu diễn vẽ trên hệ trục tọa độ. Trên hệ trục tọa độ thì em sẽ vẽ cho cô một cái hệ cos y, đúng không ạ. Điểm đầu tiên đây cô sẽ có là x bằng 1, x bằng 2, trừ 1, trừ 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thế điểm đầu tiên đó là x bằng trừ 2, y bằng 4. X bằng trừ 2 đây, y bằng 4 đây, đúng không ạ? Ta được điểm này. Tiếp theo điểm thứ hai là x bằng trừ 1, y bằng 1. X bằng trừ 1, y bằng 1. Điểm thứ ba x bằng 0, y bằng 0 chính là điểm này. Điểm thứ tư x bằng 1, y bằng 1. X bằng 1, y bằng 1. Hai cái điểm này đối xứng nhau. Hai cái điểm này đối xứng nhau. Đây thì em có thể lấy đối xứng sang. Như vậy chúng ta được 5 điểm, đúng không nào? Thế bây giờ chúng ta sẽ vẽ 5 cái điểm này. Thế chúng ta đã được đồ thị của hàm số y bằng x bình. Tiếp theo nữa, chúng ta sẽ phải vẽ cái đồ thị của cái đường thẳng y bằng trừ 2x cộng 3. Vậy chúng ta biết nó đi qua hai điểm x bằng 0, y bằng 3. X bằng 0 đây, y bằng 3. Vậy điểm đầu tiên là điểm này, nằm chính ở vị trí 3. Điểm thứ hai là x bằng 1,5, y bằng 0. 3/2 tức là 1,5, như vậy nó nằm ở vị trí này. Vậy bây giờ các em sẽ nối hai điểm này, kem kéo dài ra. Được chưa nào? Sau khi các em kéo dài ra rồi thì nhờ đồ thị xác định tọa độ giao điểm thứ hai của hai đồ thị vừa vẽ ở câu B. Như vậy, hai cái đồ thị này nó cắt nhau tại điểm đầu tiên, đó là điểm A. Điểm A có tọa độ 1, 1, chúng ta đã làm ở câu A rồi, đúng không ạ? Như vậy điểm A này có phải cắt nhau tại điểm này không? Vậy đây chính là điểm A này, có tọa độ 1, 1.
Vậy nhìn vào đồ thị, dựa vào đồ thị để chúng ta xem thử nó cách nhau tại điểm thứ hai là điểm nào. Như vậy điểm thứ hai là điểm này. Các em nối sang đây. Như vậy đây là y bằng 9. Các em từ đây, từ cái vị trí điểm cắt này này, các em vẽ một đường gì? À, song song với OX, cắt OI tại vị trí 9 đúng không ạ? Từ đây các em vẽ một đường song song với OI. Song song với OI thì nó sẽ cắt OX tại vị trí này là trừ 3. Như vậy giao điểm thứ hai, điểm B này, nó sẽ có tọa độ là X bằng trừ 3, Y bằng 9 đúng không ạ? Dựa vào đồ thị, dựa vào đồ thị, thì ta có giao điểm thứ hai. Chính là điểm B có tọa độ X bằng trừ 3, Y bằng 9. Tiếp theo chúng ta sẽ sang bài tập số 12. Cho hàm số y bằng 3/4 x bình, vẽ đồ thị của hàm số. Tìm trên đồ thị điểm A có hình độ bằng trừ 2 bằng đồ thị tìm tung độ của A, đúng không ạ? Rồi các ý C nữa. Bây giờ chúng ta sẽ xóa bảng đi để chúng ta sang bài tập số 12 nào. Như vậy cô sẽ xóa bảng đi nhé. Cho hàm số y bằng 3/4 x bình phương. Như vậy ở đây chúng ta vẽ đồ thị thì chúng ta phải lập một cái bảng đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ có x này. Đây là y bằng 3/4 x bình này. Nếu các em lấy x bằng -4. -4 bình phương lên thì bằng 16, chia cho 4 thì bằng 4, 3 4 12. Như vậy y bằng 12. Các em lấy x bằng -2. -2 bình phương lên thì bằng 4, 4 chia 4 bằng 1. Nhân với 3 lên bằng 3. Các em lấy x bằng 0. X bằng 0 các em thay vào đây thì em tính ra y bằng 0. Lấy x bằng 2. 2 bình phương lên bằng 4, nhân với 3 12, chia cho 4, như vậy y bằng 3. Lấy x bằng 4. 4 nhân 4 16. 16 nhân với 16 nhân với 3 là 48, chia cho 4 bằng 12. Sau khi lập bảng rồi thì bây giờ các em sẽ biểu diễn trên hệ trục tọa độ.
Điểm đầu tiên, x bằng trừ 4, y bằng 12. Trừ 1, trừ 2, trừ 3, trừ 4. 2, 4, 6, 8, 10. Điểm này 12 đây. X bằng trừ 4, y bằng 12. Vậy, từ trừ 4. Ta được điểm đầu tiên đây. Điểm thứ hai, x bằng trừ 2, y bằng 3. X bằng trừ 2, y bằng 3. 3 nằm ở vị trí này. Điểm thứ 3, x bằng 0, y bằng 0. Điểm thứ 4, x bằng 2, y bằng 3. 1, 2, y bằng 3 nằm đây. Điểm thứ 5, x bằng 4, y bằng 12. Như vậy, nó lại đưa chúng sang đây. Bây giờ cái em nối 5 điểm đấy lại để ta được cái đồ thị đúng không ạ? Như vậy bây giờ chúng ta sẽ nối này. Như thế là chúng ta đã vẽ được cái đồ thị của hàm số. Tìm trên đồ thị điểm A có hoành độ bằng trừ 2 bằng đồ thị, đúng không? Như vậy, điểm A có hoành độ bằng trừ 2. Hoành độ bằng trừ 2 đây. X bằng trừ 2. Như vậy, tại cái giá trị x bằng trừ 2, các em vẽ một cái đường thẳng song song với OI. Đây, từ x bằng trừ 2 các em vẽ một đường thẳng song song với OI. Nó cắt cái đồ thị của chúng ta tại điểm A. Đúng chưa? Như vậy điểm A này có phải có hoành độ bằng trừ 2 không? Đúng chưa nào? Như vậy chúng ta sẽ có câu B như sau. Tại vị trí x bằng trừ 2 trên trục OX, đây vị trí này, các em vẽ một đường thẳng song song với OI. Vẽ một đường thẳng song song với trục OI, cắt đồ thị tại điểm A. Đấy, như vậy là chúng ta đã xác định được điểm A. Rồi, bằng đồ thị tìm tung độ của A. Qua A, các em vẽ một đường thẳng song song với OX. Qua A, vẽ đường thẳng song song với OX. Đây, em vẽ đường thẳng này, đúng không ạ? Đây, cái đường thẳng ta vẽ đây. Đây, đường thẳng này song song với trục OX. Đường thẳng này cắt OI tại vị trí y bằng 3. Cắt OI tại vị trí y bằng 3. Em đã thấy chưa? Đây, ta vẽ một đường thẳng này song song với OX thì nó sẽ cắt cái trục OI tại vị trí y bằng 3. Như vậy hoành, như vậy tung độ của điểm A sẽ là bằng 3, đúng nào? Vậy IA bằng 3. Đúng với cái giá trị của ta đấy. X bằng trừ 2 đây. Đây, x bằng trừ 2 thì y bằng 3. Tiếp theo câu C. Trên đồ thị
Tìm trên đồ thị điểm có tung độ bằng 4. Tính gần đúng làm tròn đến chữ số trong phân thứ nhất, hoành độ của điểm này bằng hai cách. Thứ nhất là ước lượng trên cái biểu đồ, trên đồ thị của ta, và thứ hai là tính theo công thức y bằng 3 bằng 4 x bình. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xóa bảng đi để chúng ta sang câu C các em nhé. Bạn nào cần thì có thể dừng video lại một chút. Điểm có tung độ bằng 4. Tung độ bằng 4 thì chúng ta sẽ tìm như sau. Tại vị trí y bằng 4 trên trục OI, trên trục OI, kem vẽ đường thẳng song song với OX. Vẽ một cái đường thẳng song song với trục OX. Nó cắt đồ thị tại hai điểm là điểm B và điểm C. Tại B và C. Như vậy hai điểm B và C này nó sẽ có tung độ bằng 4. Suy ra là IB nó lại bằng Y tại C và bằng 4. Đây, cái cách vẽ chúng ta như sau. Tại cái vị trí Y bằng 4 này, kem sẽ vẽ một đường thẳng song song với OX. Được chưa? Cắt cái đồ thị của chúng ta, cắt đồ thị tại hai điểm B và C. Như vậy cô đặt đây là điểm B, đây là điểm C, đúng không nào? Như vậy thì hai điểm B và C như thế này, và khi mà điểm B và điểm C này nó thuộc đồ thị, đúng không nào? Khi chúng ta xác định tung độ chúng ta gióng xuống đây thì nó có phải là tung độ bằng 4 không? Gióng vuông góc số OI, như vậy tung độ nó bằng 4, đúng chưa nào? Rồi bây giờ người ta yêu cầu cái em gì? Tiếp theo người ta yêu cầu cái em là tính gần đúng hoành độ của những điểm này bằng hai cách: ước lượng trên đồ thị và tính theo công thức. Vậy muốn tìm hoành độ thì từ điểm này này, các em vẽ một cái đường song song với OI. Đây. Nó cắt OX tại một điểm. Đúng không? Thì đây sẽ là hoành độ của điểm C. Hoành độ điểm C chính là cái đường vuông góc từ C hạ xuống OX, cắt OX tại đâu thì nó là hoành độ tại đấy. Đúng nào? Tương tự cái điểm B này cũng vậy. Qua B. Đây. Đây chúng ta có, đây là x này là x của C. Vị trí này nó là xc. Tại vị trí này nó chính là x của B. Đúng không? Như vậy qua B và C, qua BC, các em hạ các đường vuông góc xuống OX. Các đường vuông góc xuống OX thì nó sẽ cắt OX tại XB và XC. Cắt OX tại XB và XC. Như vậy XB và XC chính là gì? Hoành độ của B và C. Suy ra XB XC là hoành độ của điểm B và điểm C. Vậy ước lượng trên đồ thị của chúng ta từ đây, đây chúng ta là 2 đúng không ạ? Thì để cái này chúng ta tầm khoảng hơn 2 một chút. Đấy, ta ước lượng tầm khoảng 2,2 chẳng hạn. Đấy, ta ước lượng cái giá trị ước lượng của ta thì nó chỉ mang tính gần đúng thôi. Còn muốn chính xác chúng ta phải tính vào công thức, đúng không nào? Như vậy chúng ta ước lượng
tốc lượng thì chúng ta sẽ có XB là gần bằng 2,2 chẳng hạn. Đấy, XC thì gần bằng âm 2,2. Được chưa? Đây là cái giá trị ước lượng. Giá trị ước lượng chỉ mang tính chất gần đúng, vì vì là chúng ta sử dụng bằng mắt thường chúng ta đi ước lượng chứ không phải là tính toán. Còn bằng tính toán, tính toán này, nếu như mà chúng ta tính toán thì chúng ta sẽ có muốn tìm XB. XB, XC thì chúng ta sẽ có như sau. Là kem thay y bằng 4 vào để chúng ta tìm ra x, đúng nào? Thay y bằng 4 vào. Tính thì chúng ta sẽ có là 4 này thì nó sẽ bằng 3/4 nhân với x bình phương. Như vậy x bình phương nó sẽ bằng 16 chia cho 3. Đấy, và các em căn ra. Căn ra làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất, đúng không nào? Thì nó sẽ bằng 2,309. Như vậy x của chúng ta sẽ bằng căn của 16/3. Căn 16/3 thì bằng 2,309. Như vậy thì x này sẽ gần bằng cộng trừ 2,3. Đúng chưa? Đây là tính toán chúng ta sẽ tính ra x gần bằng cộng trừ 2,3. Như vậy thì chúng ta sẽ có là bằng tính toán thì chúng ta sẽ có là XB sẽ bằng 2,3 và XC sẽ bằng âm 2,3. Đúng chưa? Bằng tính toán thay vào cái công thức này này, thay y bằng 4 vào, làm tròn đến chữ số thứ nhất, thập phân thứ nhất thì chúng ta sẽ tính ra x sẽ bằng 2,3 và XC sẽ bằng âm 2,3. Đúng chưa? Như vậy XB sẽ gần bằng 2,3, còn XC sẽ gần bằng là âm 2,3. Tính toán tức là các em ở đâu có y thì các em thay bằng 4 vào đây để chúng ta tìm ngược lại x. Còn ước lượng tức là dùng bằng mắt chúng ta ước lượng ở trên hình. Tiếp theo chúng ta sẽ sang bài tập 13. Còn bài tập 14, cái bài vẽ parabola ấy thì các em hãy tự làm nhá. Người ta hướng dẫn cái cách vẽ trong này rồi, các em hiểu tự làm thôi. Cô hướng dẫn đến hết bài 13. Cho hàm số y bằng fx bằng âm 1,5x bình. Vẽ đồ thị của hàm số. Như vậy muốn vẽ đồ thị thì cô có y này, x này, y bằng âm 1,5 x bình phương. Cho x bằng trừ 2. 4 nhân với 1,5 âm 1,5 thì nó sẽ bằng trừ 6. Kèm cho x bằng trừ 2 vào, trừ 2 bình phương lên thì bằng 4 nhân âm 1,5 thì bằng âm 6. Cho x bằng trừ 1, trừ 1 bình phương lên bằng 1 nhân âm 1,5 bằng âm 1,5. X bằng 0 thì y bằng 0. Mang tính đối xứng đúng không ạ? X bằng 1 thay vào đây thì y bằng âm 1,5. X bằng 2 thay vào thì y nó sẽ bằng âm 6. Thế bây giờ chúng ta có được cái đồ thị rồi, chúng ta sẽ vẽ. Như vậy ta sẽ vẽ nhá. Y bằng giá trị âm nên là chúng ta sẽ vẽ
Đầu tiên x bằng trừ 2 y bằng trừ 6. Trừ 1, trừ 2. Trừ 1, trừ 2, trừ 3, trừ 4, trừ 5, trừ 6. X bằng trừ 2 y bằng trừ 6, chúng ta được cái điểm đầu tiên là điểm này. Điểm thứ 2, x bằng trừ 1 y bằng trừ 1,5. Trừ 1, đây là trừ 1 thì đây sẽ là trừ 2, âm 1,5 nằm giữa này. Đây, ta được điểm thứ hai này. Điểm thứ ba là điểm 0,0, tức là điểm này. Điểm thứ tư x bằng 1, y bằng 1,5. Đây, là đối xứng sang, chính là điểm này. Điểm thứ năm x bằng 2, y bằng trừ 6. X bằng 2, y bằng trừ 6. Vậy chúng ta có 5 điểm, đây. Được chưa? Các em nối các điểm này với nhau thì chúng ta sẽ được cái parabol. Sau khi vẽ được parabol rồi, chúng ta có ý B, không làm tính dùng để đồ thị để so sánh f của âm 1,5 và f của âm 0,5. F của âm 1,5 tức là với x bằng âm 1,5. Với x bằng âm 1,5 vậy thì đây là âm 1, âm 2, vậy âm 1,5 nằm đây. Đúng không? Vậy f tính là chính là giá trị của y, đúng không ạ? Vậy từ giá trị 1,5 này này. Từ giá trị 1,5 các em sẽ kẻ một cái đường gì? Kẻ một cái đường song song với OI. Nó sẽ cắt đồ thị tại một điểm. Ví dụ như điểm này. Thì đây chính là cái điểm mà nó có tọa độ x là bằng âm 1,5. Vậy muốn tìm f của nó chính là y. Vậy từ đây các em nhóm được vuông góc sang. Như vậy y nó sẽ nằm ở vị trí này. X bằng 1,5 thì y nó nằm ở vị trí này. Nếu x bằng âm 0,5, âm 0,5 tức là vị trí này từ đây là âm 1 đúng không ạ? Các em lấy ở giữa này, được chưa? Thì được âm 0,5. Âm 0,5 cắt đồ thị tại một điểm là điểm này. Từ điểm này các em đóng vuông góc sang thì chúng ta có, đây chính là f của âm 0,5. X bằng 0,5, âm 0,5 này thì các em kẻ một đường song song với OI, nó cắt đồ thị tại một điểm. Từ điểm này các em hạ vuông góc xuống OI thì chúng ta được là f của âm 0,5. Còn đây là f của âm 1,5. Vậy f của âm 0,5 nó nằm ở phía trên. Cái điểm này thì cao hơn so với vị trí này đúng không ạ? Như vậy cái điểm này nó sẽ giá trị nó sẽ lớn hơn điểm này. Đúng chưa? Vậy chúng ta sẽ có ý B như sau. Tức là dùng đồ thị đây thì ta sẽ có là f của âm 0,5 nó lớn hơn f của âm 1,5. Đúng chưa? Tiếp theo là so sánh của f 0,75 và f 1,5. 0,75 tức là ở vị trí này, x bằng 0,75. 0,75 từ vị trí 0,75 này các em hạ một đường song song với OI, nó cắt đồ thị tại một điểm là điểm này chẳng hạn. Từ cái điểm này các em muốn biết f bằng bao nhiêu thì các em phải giống vuông góc sang OI. Như vậy f nó sẽ chính là vị trí này, chính là vị trí này. Thế bây giờ chúng ta sẽ tìm f của 1,5. 1,5 thì nằm đây. Từ đây các em sẽ vẽ đường song song với OI. Như vậy cắt OI tại một điểm là điểm này. Đúng chưa? Vậy cái điểm này từ vị trí này các em muốn xem thử f, tức là giá trị y bằng bao nhiêu. F chính là y đấy, đúng không? F đây này, chính là y đây. Thì các em phải giống vuông góc sang OI. Đúng chưa? Phải giống vuông góc chính là vị trí này. Thế thì cái 7,5, cái 0,75 thì khi giống sang nó ở vị trí này đúng không ạ? 0,75 đây. 0,75 khi giống sang thì nó ở vị trí này. Còn cái 1,5 khi giống sang thì nó ở vị trí này. Như vậy cái vị trí này này nó cao hơn so với vị trí này. Càng lên cao thì giá trị nó càng lớn đúng không ạ? Như vậy f của 0,75 thì lại lớn hơn f của 1,5. Đúng không? Đấy. Vậy chúng ta sẽ có như sau. F 0,75 lớn hơn f của 1,5. Dùng đồ thị tìm giá trị thích hợp
để điền vào chỗ trống. Câu C. Khi đầu tiên, khi x lớn hơn hoặc bằng 1 và nhỏ hơn hoặc bằng 2 thì y nó sẽ như thế nào? X lớn hơn hoặc bằng 1. X lớn hơn hoặc bằng 1. Như vậy, đây này. 1 đây đúng không ạ? 1 đây. Y nhỏ hơn hoặc bằng 2. Tức là x nó nằm nó khoảng từ 1 đến 2. Như vậy, từ 1 này, nếu x bằng 1 này thì giống sang thì ta có x bằng 1 đây đúng không ạ? Thì y bằng -1.5. Đúng chưa? X bằng 1 này, chúng ta đã tính ra được đây là y bằng -1.5. Được chưa? Tức là nếu mà x bằng 1, nếu x bằng 1 thì y bằng, thì y bằng -1.5, tức là y nằm ở vị trí này. Nếu x bằng 2 thì y của ta bằng -6. Như vậy cái khoảng y của ta này, x từ 1 đến 2, tức là y phải chạy từ giá trị này. Đây là giá trị của x bằng 1 thì nó nằm đây. Đây là giá trị x bằng 2 nằm đây. Như vậy y của ta nó sẽ là các cái điểm từ khoảng này đến đây. Mà cái khoảng này gióng xuống đây thì nó là -1.5. Cái khoảng này gióng xuống đây là -6. Như vậy y của ta nó sẽ nhận các giá trị từ giá trị -6 đến giá trị -1.5. Đúng không? Đấy, thì y lớn hơn hoặc bằng -6, nhỏ hơn hoặc bằng -1.5. Tiếp theo, khi x lớn hơn hoặc bằng -2. X lớn hơn bằng -2, nhỏ hơn hoặc bằng 0. X lớn hơn bằng -2 với x bằng -2 thì y bằng -6, với x bằng 0 thì y bằng 0 đúng không ạ? Như vậy cái khoảng từ 0, từ -2 đến 0 thì chúng ta có cái nhánh này. Cái nhánh này gióng sang, tất cả những cái điểm này nó gióng sang thì y nó nằm trong khoảng từ -6 đến con 0 đúng không ạ? Thì y lớn hơn hoặc bằng -6, nhỏ hơn hoặc bằng 0. Cô nói lại này, x nằm trong khoảng từ -2 đến 0. Nếu x bằng -2 thì y bằng -6, x bằng 0, y bằng 0. Như vậy nó là cái nhánh này. Cái nhánh này, tất cả những cái điểm nằm trong nhánh này khi gióng sang OI thì cái giá trị y của ta nó sẽ nằm trong khoảng từ -6 đến 0. Như vậy y lớn hơn hoặc bằng -6, nhỏ hơn bằng 0. Cuối cùng, khi x lớn hơn hoặc bằng -2, y nhỏ hơn hoặc bằng 1. À, x lớn bằng -2, nhỏ bằng 1. X lớn hơn hoặc bằng -2, nhỏ hơn hoặc bằng 1. X lớn bằng -2, như vậy lúc đó nếu x bằng -2 thì y bằng -6. X bằng 1 đây thì x bằng 1 đây thì y nó bằng -1.5. Tuy nhiên cái nhánh của chúng ta này, nếu x bằng -2 đến 1, tức là nó bao gồm cái nhánh chạy từ đây này lên đến đây này, xong đấy xuống đây, đúng nào? Đấy, từ đây này lên đến đây, xuống đến đây. Như vậy lên đến đây thì y của ta nó nhận giá trị lớn nhất là giá trị 0 và nhỏ nhất chính là -6. Như vậy thì y vẫn như nào? Lớn hơn hoặc bằng -6, nhỏ hơn hoặc bằng 0. Đúng không? Đây này, cái nhánh này từ -2 đến 1 đúng không ạ? Đây thì nó là nhánh này. -2 đến giá trị 1 này. Như vậy nhìn vào đây thì khi gióng sang y đúng không? Thì y vẫn lớn nhất là 0 và nhỏ nhất là -6. Đúng chưa ạ? Như vậy trên đây cô và các em đã vừa hoàn thành xong được mốt các bài tập còn lại ở trong các bài tập của bài 2 là bài đồ thị hàm số y bằng ax bình. Các em về nếu cần hãy xem lại những bài mà cô và các em vừa làm trong buổi học hôm nay nhé. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video bài giảng và cô hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.